Mà Bồ Tát á, là do cái hạnh mà thành danh, do cái công đức mà thành danh, chứ không phải là cái tên này do cha mẹ đặt. Đó là cái danh hiệu của Đức Phật. Nhưng mà cái danh hiệu của Đức Phật Di Đà đó, thì cái khi mà Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó, phải niệm cái danh hiệu của Đức Phật Di Đà. Tức là niệm có nghĩa là ở trong lòng chúng ta đó, nghĩ về Đức Phật Di Đà, chứ không phải là kêu tên Đức Phật Di Đà. Nhưng mà đa số cái người tu tịnh độ đó là nhầm, niệm là kêu tên. Cho nên lúc bây giờ nó cứ kêu tên thôi. Coi như là một ngày tôi kêu tên Đức Phật Di Đà được mấy lần. Tức là có người nói là một ngày tôi kêu tên Đức Phật Di Đà 1000 lần. Có người nói tôi kêu tên Đức Phật Di Đà được 10000 lần. Có người thì kêu tên Đức Phật Di Đà 100000 lần. Thì khi mà họ nói với thầy như vậy đó, thầy hỏi là ông kêu tên Đức Phật nhiều như vậy mà ông có thấy Đức Phật không? Thì ông này trả lời với thầy là tôi chưa thấy Đức Phật lần nào hết, nhưng mà tôi chỉ niệm Phật thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên niệm khác với kêu tên. Thì thầy mới nói này, thầy nói là niệm Phật khác với kêu tên Đức Phật. Thầy thì cũng là niệm Phật. Thầy chuyên nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa, nhưng mà thầy cũng niệm Phật Di Đà. Thì ông ta mới hỏi thầy niệm bằng cách nào. Thầy nói trong lòng thầy lúc nào cũng nghĩ tới Đức Phật Di Đà. Mà thầy nghĩ về Đức Phật Di Đà nhiều á, thì khi đó thầy nghĩ ba việc. Thầy nghĩ cái việc thứ nhất á, là tại sao mà Đức Phật có cái danh hiệu là A Di Đà. Thứ hai là thầy nghĩ về cái thế giới của Đức Phật Di Đà thế nào. Và thứ ba là tu như thế nào để mà làm Phật Di Đà đây. Đó là thầy niệm, là niệm ba việc này. Trong lòng thầy cứ suy nghĩ về cái này và thắc mắc về cái này và tìm hiểu về cái này, thì thầy gọi đó là niệm Phật, niệm Phật Di Đà. Cho nên nó phát hiện ra được cái gì? A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tức là Đức Phật A Di Đà đó là cái hiểu biết của Ngài trùm hết pháp giới. Đây, cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta biết khi tu hành là cái hiểu biết rất quan trọng. Thành ra tất cả các Đức Phật đều đặt cái hàng đầu là phải thấy đúng và biết đúng. Cho nên nếu mà thấy không đúng và biết không đúng, thấy sai đó, thì tất cả việc làm chúng ta đều sai hết. Cho nên nhiều khi đó ta làm phước mà mắc quả, phải không? Cái này do thấy sai và hiểu sai, cho nên làm phước mắc quả. Đường Huyền Trang đó, mà thấy yêu tinh, nó hiện ra cái cảnh dễ thương, tội nghiệp, rồi Ngài thương đó, thì cái trường hợp đó Ngài mắc quả rồi, tức là bị mắc, tại Ngài thấy không đúng. Còn Thiên Đại Thánh là thấy đúng. Yêu tinh không thấy, không biết yêu tinh. Cho nên Đức Phật dạy mình á, cái quan trọng nhất á, là phải thấy cho chính xác. Mà muốn thấy cho chính xác á, thì phải có chánh niệm và phải có chánh định. Tức là thấy bằng chánh niệm và thấy bằng chánh định. Khi mà chúng ta có chánh niệm á, thì chúng ta thấy yêu tinh, ta biết nó là yêu tinh. Cho nên người có chánh niệm là không bị người khác gạt. Dù họ có nói gì đi nữa, họ có đóng cái vai nào đi nữa, người ta nhìn là thấy họ, ta biết họ là người không tốt rồi, không mắc lầm. Cho nên trên bước đường tu quan trọng nhất là không mắc lầm. Mà mắc lầm thì hỏng.
Mà lầm á, những người tu giả thì cái này nguy hiểm lắm. Thành ra trên đời này đó, cái người tu thật thì ít mà người tu giả thì nhiều. Tìm một cái người tu thật để mà chúng ta theo, chúng ta tu này rất là khó. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, phải biết được có người đó ở đâu và họ tu cái pháp nào. Thì ngày nay đó, thường người ta nói nhìn một người ta biết đó, nó là con của ai, nó xuất thân trường nào và hiện giờ nó đang làm cái gì, phải không? Đây. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu đi theo. Cho nên khi ta niệm Phật Di Đà, ta cũng nghĩ này, cái xuất thân của Đức Phật Di Đà ở đâu, rồi Ngài tu cái pháp nào mà làm Phật đấy, rồi làm Phật rồi đó, cái thế giới Ngài là gì. Rồi cái người đó là người niệm Phật, biết rõ được cái này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thực hành theo. Cho nên nó phải có chánh niệm, rồi có chánh định. Thành ra bây giờ muốn thấy Đức Phật Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc thì cái trường hợp đó chúng ta phải có chánh định chứ. Chánh định đầu tiên có chánh niệm, ta tập trung tư tưởng lại để chúng ta nghĩ về thế giới Đức Phật Di Đà, thế giới Cực Lạc xem có không. Mà ta nghĩ về thế giới đó, ta hình dung ra thế giới đó và ta thấy được thế giới đó, thì bây giờ nó gọi là thấy. Thấy có thế giới đó thiệt. Thành thấy có thế giới đó thiệt, thì bây giờ ta mới nghĩ xem coi làm sao để sanh về thế giới đó chứ. Rồi chúng ta theo đúng đó ta làm, thì đương nhiên ta bản sanh. Thì lần trước thầy có nói cái quan trọng nhất là đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Thế nên nhất tâm bất loạn thì cái chỗ này là điều kiện tiên quyết để mà bản sanh đây. Thì cái nhất tâm bất loạn này nó là chánh niệm. Mà chánh niệm cái này là của Phật giáo Nguyên Thủy đã có rồi. Cho nên nói dầu tu Nguyên Thủy, tu Đại Thừa, tu Tịnh Độ, tu gì đi nữa đó, nhưng mà mất chánh niệm thì cũng đọa thôi. Phật là có chánh niệm. Đây là điều tiên quyết các Phật tử nên suy nghĩ và nên thực tập. Để làm sao có chánh niệm thì mới đi xa thêm nữa. Còn không có chánh niệm thì chỉ ở ngay trong cái loạn động của thế giới ta bà này mà thôi, không thể đi ra được. Ta quan sát ta thấy cái đó rồi, Đức Phật Thích Ca nói cho ta biết rồi, rồi ta nhìn ta thấy được rồi. Bây giờ cái thứ ba ta mới coi cái hành trạng của Đức Phật Di Đà sao. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó về cái hành trạng của Đức Phật Di Đà, không phải tự nhiên mà thành đâu. Tự nhiên mà làm Phật đó, nó phải có cái quá trình tu hành. Cho nên quá trình tu hành cái chỗ này quan trọng. Mà cái khởi đầu á, Đức Phật Di Đà làm vua, là ông vua, mà tên á, người ta đặt cho ông cái tên là Vô Tránh Niệm. Cái này cũng do hạnh mà thành danh. Vô Tránh Niệm tức là trong tâm ông không có ý hơn thua với bất cứ ai hết. Hãy thấy chỗ nào có hơn thua, có phải trái thì Ngài không tới. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu niệm Phật là đầu tiên phải nghĩ tới cái này trước này. Cái hành trạng của Đức Phật, tại vì mình có giống Phật thì Phật mới đổ mình được. Còn mình khác với Phật thì Phật sao đổ mình được. Cái niệm mà không tranh cãi, hay chỗ nào có tranh cãi thì chỗ đó không có ta, phải không? Trên bước đường tu nữa, cái này quan trọng nhất, cái khởi đầu của tu nữa. Đức Phật là có cái ý là không hơn thua phải trái với ai hết. Ai dành phần phải, Ngài dành, để cho họ dành đi. Nhưng mà cái phải của mình, cái đúng của mình nữa mới quan trọng. Trên bước đường tu là làm sao thấy cho đúng, hiểu cho đúng và làm cho đúng, ba cái này quan trọng. Ta nhìn lại cuộc đời ta thấy có những người tranh cãi để giành cái phần đúng về họ, cái phần phải về họ, cái phần tốt về họ.
Trên đời ít có ai mà dành cái phần trái về mình lắm. Đấy, dành phần trái về mình không dành đâu. Mà dành thì dành phần phải. Mình đã sai lầm, nhưng mà ai nói cái sai lầm của mình thì mình rất khó chịu, phải không? Đấy là cái điều quan trọng. Mà cái người tu hành thì chỗ này Đức Phật dạy chúng ta quan ức không cần biện minh, mà phải thấy cho đúng, hiểu cho đúng và làm cho đúng. Tôi hồi còn nhỏ đó, theo hầu Hòa Thượng Trí Quang ấy, gặp những cái mà ức lòng lắm. Những cái mình không có mà người ta vẫn đổ cho mình, phải không? Thành nó tức lắm chứ. Mình muốn nịnh cho nó một cái. Hòa Thượng Trí Quang cười, ông nói tôi này. Ông nói người tu á, thì có khác hơn người đời chỗ đó. Không bao giờ nên dành cái phần phải về mình, cái phần đúng về mình đâu. Mà mình luôn luôn quan sát để thấy cho đúng sự thật. Họ đúng sự thật là thấy sao? Thấy đời này và thấy đời trước. Tức là nhìn đời này mà biết đời trước của mình, biết không? Tự nhiên người ta vu oan cho mình thì mình tìm xem coi đời này mình không có thiệt. Quan sát thêm một lần nữa đời trước có không? Chắc chắn là đời trước có. Đời này không có nhưng mà đời trước có. Cho nên bây giờ người ta mất tiền, người ta nghi mình ăn cắp. Mình không ăn cắp mà nó nghi mình ăn cắp, nó nói mình ăn cắp, giận lắm chứ. Tại vì mình không ăn cắp nhưng mà đời trước mình có ăn cắp. Cho nên bây giờ mình mới hiện lên cái tướng ăn cắp. Tướng ăn cắp là tướng gì? Tướng nghèo đói, phải không? Tức là mình xuất thân từ cái giai cấp nghèo. Thì bây giờ ai bị mất của, ta cứ nhìn mấy người nghèo đó, ta nghĩ nó nghèo cho nên nó tham, nó nghèo nó ăn cắp. Còn mấy đứa kia nó giàu nó đâu ăn cắp. Đương nhiên là những người nghèo thì tham, nhưng mà nhiều khi người giàu còn tham hơn nữa, phải không? Bây giờ mình tu rồi nên Đức Phật dạy nó nghèo mà không tham, phải không? Thì tu nghèo mà không tham, quan ức mà không biện minh thì cái trường hợp này là tu đây. Cho nên cái gì họ hiểu sai thì để họ hiểu đúng, họ hiểu lại, chứ mình không cần đến chính cái này làm gì. Cho nên Đức Phật A Di Đà cái khởi tu chỗ đó. Mà cái người muốn tu tịnh độ, muốn theo Đức Phật Di Đà đó, thì cái khởi điểm của mình nó cũng giống như khởi điểm của Phật. Thì bây giờ Phật mới hộ niệm cho mình được chứ, mới độ cho mình được chứ. Cho nên lúc đó đó, tôi dục tôi nghĩ Hòa Thượng Trí Quang đó, đâu có tôi đó, là Đức Phật Di Đà đó. Cho nên Ngài mới dạy tôi cái chỗ này. Mà tôi khắc cốt ghi tâm cái này và thực tập cái này đó, thì tôi trưởng thành được. Cho nên tôi mới học Phật Di Đà ở cái chỗ không tranh cãi. Chỗ nào có tranh cãi thì chỗ đó không có mình, phải không? Chỗ nào có hơn thua phải trái, chỗ đó không có mình. Ta nói thế giới ta bà này là cái thế giới mà hơn thua phải trái, thế giới của tranh cãi, cái thế giới của quyền lợi. Cho nên Ngài bỏ cái thế giới này để Ngài đi cách xa cái thế giới này tới 10 muôn ức Phật độ nữa. Đi xa như vậy đó, tránh đó. Cái này còn có cái nghĩa thứ hai nữa là tránh lòng. Tại vì mình tránh mặt thì cái này coi như là 10 muôn ức thế giới là cách xa lắm. Nhưng mà tránh lòng á, thì mình ngồi trước mặt nó đi nữa đó. Nhưng mà nó nói cái gì nó nói. Vì tránh lòng cho nên mình không nghe. Hay là có nghe mà không để tâm, phải không? Có lỗ tai thì nghe nhưng mà không để tâm. Không để tâm coi nó nói cái gì, phải không? Đây. Nó muốn nói gì nó nói, mình không để tâm chuyện này. Mà cái tâm mình cái lúc đó mình niệm Phật, cho nên mình để tâm về Đức Phật A Di Đà,
mình để tâm về cái hành trạng của Đức Phật Di Đà, và mình để tâm về thế giới Đức Phật Di Đà, cho nên mình cảm thấy an lạc chứ. Lúc bây giờ đó, cái này là tâm tịnh, là Phật độ tịnh, tức là cái Phật độ, cái thế giới tịnh độ của Bồ Tát hiện ra rồi đó. Nên tất cả các Phật tử tu đó, cái điều quan trọng nhất là khởi động này. Thành Kinh Duy Ma Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng, tâm tịnh là độ tịnh. Khi tâm chúng ta yên tĩnh thì cái thế giới, cái tịnh độ của Bồ Tát hiện ra rồi đó. Cho nên thế giới của Bồ Tát tức là thế giới tâm. Tâm tịnh là thế giới cũng thanh tịnh. Mà bây giờ chúng ta ở trong cái tâm động á, thì cái trường hợp này đương nhiên là thế giới ta động thôi. Tôi nhớ tôi có đọc cái câu chuyện ở bên Thiên Thai, có bốn cái ông đạo tu bị thầy rầy đó, là luôn luôn hay nói chuyện. Cho nên bây giờ bốn ông này mới phát nguyện không nói chuyện, cấm khẩu. Nên bốn ông ngồi đó cấm khẩu, tức là tu được ngày. Qua ngày thứ hai đó, cái đèn ở trên bàn Phật nó tắt đi. Ông đầu tiên ông nhìn lên ông thấy, ông nói cái đèn tắt rồi kìa. Tức là thấy cái đèn tắt, ông quên đi, ông quên là mình cấm khẩu nữa. Ông Dũng nói đèn tắt rồi kìa, không ai đốt đèn hết à. Ông ngồi kế bên đó, sao ông lại nói chuyện? Cái ông thứ ba mà nói là chỉ có tôi là không nói thôi, biết không? Thì các vị nghĩ sao? Cho nên cái điều đó là gì? Tâm động. Tâm động lên trước rồi. Tâm động thì thế giới nó sẽ động, và phiền não nhân đây phát sanh. Cho nên Bồ Tát giữ cái tâm yên tĩnh, cho nên thường các ngài hay sống ở trong chánh niệm và chánh định. Cái này Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa gì tu pháp môn nào đi nữa, cái chánh niệm và chánh định cái này không bao giờ bỏ được đâu. Ngài có cái tên như vậy mà ngài không có hơn thua tranh cãi với bất cứ ai hết. Thì ai cũng nói giỏi, phải không? Ai cũng nói giỏi, ai cũng nói tốt hết. Nhưng mà khi nói mình giỏi, mình tốt, mà mình làm việc không giỏi, mình làm việc không có tốt, thì có tốt không? Cho nên tất cả những người mà nói giỏi, nói tốt, tới cuối cùng không ai tốt hết, ai làm hư hết. Nói thì được, nhưng mà làm thì không được, hư hết. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật A-di-đà lúc đó, ngài không nói, ngài không nói gì hết. Ngài không nói là tôi giỏi, tôi làm được, phải không? Nhưng mà những người kia đó làm hư hết rồi đó, thì lúc bây giờ người ta mới mời ngài ra làm vua, tức là ra lãnh đạo. Thì trong tất cả 3-4 người hợp lại với nhau, đầu tiên cái người nào đó mà coi như nổi nhất đó, thì người này ra lãnh đạo, tức là nói nhiều người ta nghe được, người ta bầu ra lãnh đạo. Nhưng mà ra lãnh đạo làm hư, người thứ hai ra cũng hư, người thứ ba cũng hư. Thì tới cuối cùng đó, người ta mới thỉnh ngài lên. Cho nên cái chỗ này không tranh cãi, nhưng mà làm được việc thì người ta thỉnh ra. Tại vì năng lực mình có, trí tuệ mình có, phước đức mình có. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi mà muốn làm một việc gì đó phải nghĩ cái này trước. Tức là mình thấy đúng chưa? Mình có thể làm được không? Có ai hợp tác với mình không? Tôi là luôn luôn quan sát 3 việc này. Sợ nhất là mình thấy không đúng, mình làm không được mà mình nghĩ mình làm được. Đấy, cái này rất nguy hiểm. Đây là tai họa này, đây là địa ngục này. Đa số những người không làm được nhưng mà nghĩ mình làm được, thích lãnh đạo này, cái này chết này. Cho nên đầu tiên là nghĩ mình có thể làm được không? Tức là có thể làm được là gì? Làm được là mình phải có sức người, sức của. Ai ủng hộ mình đây? Phương tiện ở đâu ra? Có người ủng hộ mình, nhưng mà mình nhìn coi những người ủng hộ mình nó giỏi hay là dở, tốt hay là xấu. Cho nên những người ủng hộ mình đông, nhưng mà toàn một đám ăn hại không, các vị dám không?
Cho nên Đức Di Lặc á, là khả năng làm Phật có thừa, nhưng mà Ngài không xuất hiện. Nên Đức Phật Thích Ca mới nói, sở dĩ Ngài chưa xuất hiện là đệ tử Ngài chưa thuần thục. Đức Phật Di Lặc là đệ tử đông. Tại sao đệ tử đông? Là ổng nuôi người, phải không? Ông có cái bụng to như vậy đó, có phước báo lớn như vậy đó, ai khó ai khổ ông cưu mang, ông giúp đỡ hết. Cho nên người ông theo ông rất đông. Cái người theo mình đông mà khả năng chưa có, thì bây giờ đầu tiên là phải đào tạo cho họ có khả năng làm việc đó, đào tạo cho họ trở thành con người tốt cái đó. Khi nào những người theo mình đông mà những người đó đã tốt hết, đã giỏi hết rồi đó, thì bây giờ mới khả dĩ làm được việc này việc kia, phải không? Cho nên người tốt không có, người giỏi không có, mà người ăn hại thì nhiều, làm sao làm chuyện lớn, phải không? Đây phải quan sát, học Đức Di Lặc ở chỗ này. Cho nên học Đức Di Lặc là học chỗ này nữa. À, thành ra người ta tranh chấp, tranh cãi đủ thứ hết. Nhưng mà Đức Phật Di Đà lúc đó đó, Ngài hành Bồ Tát Đạo, cho nên Ngài không tranh. Nhưng mà Ngài quan sát, Ngài xây dựng cái quyến thuộc Bồ Đề của mình trước đó, để cho có người giỏi, người tốt đó, hợp tác với mình rồi đó, bây giờ mới nghĩ tới làm. À, đa số chúng ta thất bại là vì làm nhưng mà không có người. Đây là cái điều quan trọng nhất. Không có người, chưa có người tốt thì nên cân nhắc. Nên các vị đắc quả A-la-hán rồi mà ta ẩn tu cái chỗ này, tại vì ta bảo rằng chưa có người hợp tác cho nên ta không làm. Các hàng Bồ Tát làm được là vì các hàng Bồ Tát có quyến thuộc Bồ Đề cho nên dám làm. Còn các vị thánh A-la-hán, mặc dù là thánh biết hết rồi, nhưng mà biết thêm điều nữa là chưa có thể làm được, vì mình chưa có người và chưa đúng cái lúc mình làm, cho nên cần phải ẩn. Không ai làm được hết đó, thì lúc bây giờ còn một cái người ta nghĩ tới đó, đó là Vô Tránh Niệm. Vô Tránh Niệm cái ông này hiền lành nhất, không hơn thua phải trái với ai, mà cụm cụi tối ngày lo công việc, phải không? Lo làm, lo làm hết việc này tới việc kia, mà việc nào ông làm cũng được hết đó. Cho nên đi tu cái này quan trọng chứ. Tôi thường thường tôi hay quan sát cái này. Tôi coi tất cả các Phật tử vô công quả, tôi coi ai làm được và ai làm không được ấy. Thành ra cái người mà vô rồi cứ nói nhiều quá đi, một lúc không làm được là rút lui mất, phải không? Còn cái người nó không nói nhưng mà cầm cụi làm, siêng năng làm, làm được việc này tới việc kia, tức là được nhiều việc ấy, thì tới cuối cùng người ta chọn người đó chứ. Cho nên Đức Phật Di Đà khi mà chưa làm vua nữa, Ngài làm cái việc này trước. Ngài là người có năng lực, có đạo đức, được việc, thì tới cuối cùng nữa, người ta chọn Ngài lên làm vua. Cho nên gọi là vua Vô Tránh Niệm. Ta nói không tranh cãi, không hơn thua, nhưng mà có năng lực, làm được việc, thì cái trường hợp này người ta thỉnh lên. Chứ không phải là ra ứng cử, tranh cử rồi đó, mà nói hứa đủ thứ chuyện hết, mà tới cuối cùng là không làm được gì hết. Cái này không, này không nói nhưng mà làm. Ai muốn tu tịnh độ thì phải cái này. Luôn luôn giữ tâm cho thanh tịnh, không hơn thua phải trái, mà làm được nhiều việc cho xã hội, thì được xã hội quý trọng. Thế này vua Vô Tránh Niệm tôn Ngài lên lãnh đạo rồi đó, cái may mắn nhất cho Ngài đó là gặp Phật ra đời. Gặp Phật ra đời tức là gặp được bậc chân sư, tức là người hiểu biết hơn Ngài, đạo đức cao hơn Ngài. Cho nên từ cái chỗ đó đó, đó là Ngài là có người ham học, ham tu. Lúc bây giờ đó mới theo Đức Phật đó mà tu, mà học. Ta nói theo Đức Phật tu học, thì ở trong lúc đó đó, tất cả những người đó cùng đi tu hết. Thành những người đi tu cùng đi học hết ở một trường, cho nên xuất thân một trường, một lớp tu hành, nhưng mà mấy người thành đạt. Thành chỗ này chúng ta quan sát kỹ chúng ta thấy. Thành ra Ngài đi tu,
mọi người cũng đi tu, nhưng mà đi tu đó thường thường đó, thì chúng ta thấy nếu mà chia ra nó có ba thành phần đó. Cái thành phần thứ nhất đó là gì? Thành phần ưu tú nhất là cái thành phần mà học giỏi. Cái học giỏi cái này rất là quan trọng. Cho nên tôi may mắn là hồi lúc mà tôi còn nhỏ đó, thế là tôi gặp một cái vị chân tu khai ngộ nói cái chuyện này. Ông muốn thành Phật trong tương lai thì nhớ học theo Đức Phật Di Đà, đừng phải trái hơn thua với mọi người, nhường hết cho người ta đi thì mới có thể làm Phật, làm Thánh được. Chứ còn cứ tranh cãi thì cái trường hợp này nó cuộc đời ông dậm chân tại chỗ thôi. Không, nhờ một vị chân sư khai ngộ như thế mà tôi mới suy nghĩ và làm. Nên tôi mới nói tất cả mọi thứ tôi nhường cho thiên hạ hết, trừ học. Trừ việc học thì tôi không nhường ai hết. Cái gì chưa biết là học. Thì cái này là gì? Tức là hạnh của Đức Phật Di Đà đó. Khi chưa làm Phật đó là Ngài có cái nguyện cái gì chưa biết trên cuộc đời này thì phải học cho biết. Lúc bây giờ Ngài được Đức Thế Tự Tại Vương ấy, mới chỉ cho Ngài về thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ. Tất cả các Đức Phật trong mười phương đó, người ta tu như thế này, người ta làm Phật như thế này, người ta giáo hóa chúng sanh như thế này. Tất cả những cái này đó Ngài học hết. Thành ra cùng ở trong một trường, nhưng mà những người kia học để lấy điểm, để đậu thôi, để có bằng cấp thôi. Ngài không cần bằng cấp, nhưng mà cần hiểu biết. Đây, tất cả các Phật tử chúng ta đó, nếu ai muốn tu theo Đức Phật Di Đà đó, là cần hiểu biết chứ không cần bằng cấp. Thành ra học lấy bằng cấp thì có giỏi không? Thành ra có bằng cấp là không giỏi đâu. Nhưng mà học để hiểu biết thì cái này mới giỏi nữa. Thì học lấy bằng cấp có nghĩa là mình phải gạo bài, phải học kỹ một số những cái mà trường đã quy định, cho nên mình thi mình đậu thôi. Cho nên cái hiểu biết mình rất là hẹp. Nên tôi nói bằng cấp là giới hạn cái tri thức của con người. Nhưng muốn làm Phật á, thì cái tri thức phải vô giới hạn. Cái tri thức mình phải trên cái bằng cấp. Trên cái bằng cấp. Nhưng bằng cấp nó giới hạn cái hiểu biết mình đó, trong cái phạm vi này thôi. Đó. Nên khi mà tôi nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa thì cái hiểu biết của tôi chỉ nằm trong cái phạm vi Kinh Pháp Hoa thôi. Như vậy có giỏi không? Cho nên không thể chấp nhận chỗ này. Từ đây mới mở rộng ra, từ cái chỗ Kinh Pháp Hoa này mà tôi nhìn qua tất cả các kinh của Đức Phật thuyết, từ Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa chứ. Thì bây giờ tầm nhìn tôi mới rộng hơn. Thì Đức Phật Di Đà cũng thế. Cho nên học Đức Phật Di Đà là học chỗ đó. Học hết 10 muôn ức Phật độ. Ông biết hết tất cả như này rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới thọ ký cho ông, phải không? Gọi ông là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Tất cả các ông Tỳ Kheo khác mà muốn biết cái gì ở trong Pháp giới của chư Phật thì tới hỏi ông Pháp Tạng, ông nói cho mà nghe. Thành Đức Phật không nói nữa, Đức Phật không giảng. Tại ông nó biết hết rồi đó, ông học hết rồi đó. Cho nên học cùng một trường, một lớp, nhưng mà tất cả những người khác thì không biết. Có mình Pháp Tạng Tỳ Kheo là biết hết. Cho nên lúc bây giờ nó mới thay cho Đức Phật mà hướng dẫn cho những khác tu. Ai không biết mà muốn biết thì tới hỏi ổng, thì ổng dạy, ổng làm thầy. Phật làm Phật cũng giống như là Ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Đức Phật không nói, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói, phải không? Ngài Xá Lợi Phất giải thích. Đức Phật Di Đà lúc học cũng như vậy đó. Biết hết, cái gì cũng biết hết. Từ cái chỗ Pháp Tạng thì kheo biết hết rồi đó, mới ra làm thầy, mới ra giáo hóa thiên hạ. Ta nói làm Bồ Tát đó, có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Còn tu học cho riêng mình đó, thì cái này là thanh văn, phải không? Trên bước đường tu của mình trải qua hai giai đoạn khác nhau chứ. Thế nên đầu tiên mình tu Pháp Thanh Văn. Pháp Thanh Văn để làm gì? Để quét sạch hết
cái trần lao nghiệp chướng phiền não ở trong lòng của mình đi. Đây là kinh Pháp Hoa dạy như vậy đó, quét hết cái này, phiền não trần lao cái này quét hết đi, quét sạch hết đi. Mà khi quét sạch cái này đó, thì lúc bây giờ Đức Phật tặng cho mình viên Minh Châu, hay nói cách khác đó, thì trong tâm mình phiền não trần lao nghiệp chướng sạch hết rồi đó, thì tuệ mình sanh, cái thấy mình chính xác hơn. Thành ra phá một phần phiền não thì sẽ chứng một phần pháp thân. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trí sáng lần lần ra, nghiệp nhẹ lần đi, phải không? Cho nên nghiệp nhẹ lần đi, tức là mình tu cái nghiệp mình nó nhẹ lần đi, cái trí mình sáng ra. Thực tu là phải như vậy. Tức là cái nghiệp nhẹ có nghĩa là những cái ham muốn của mình, những cái bực tức, những cái buồn phiền của mình ấy, nó tự tan lần đi. Nó tan lần đi, nó không còn tác động vào mình nữa, nó không chi phối mình nữa, nó không ảnh hưởng mình nữa này. Cho nên mình được an lạc chứ. Thì bây giờ tâm trí mình sáng lần ra, nên này gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Cái này là Bồ Tát Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, nhờ pháp thí, tức là đem cái hiểu biết của mình mà dạy bảo cho những người khác để họ cùng hiểu biết với mình. Cái này là xây dựng cái quyến thuộc Bồ Đề này. Nên cái việc của Pháp Tạng Tỳ Kheo đó là làm cái chuyện này. Tức là muốn làm việc lớn thì mình phải có người, phải có sức người và có sức của này. Nếu muốn làm việc lớn mà không có người, không có của thì cái này không thể nào làm được. Cho nên là phải xây dựng cái sức người trước, đào tạo những con người hợp tác với mình trước, phải có những con người tốt trước, giỏi trước, thì lúc bây giờ mới làm nên sự nghiệp được. Thế nên Đức Phật Di Đà nữa, thì cái khi đó Ngài dạy những cái người học trò đó, những người mà theo Ngài học đó, thì Ngài chọn được một số các vị Bồ Tát. Những người vị Bồ Tát tức là những người này cùng hạnh, cùng nguyện với Ngài. Cái số Bồ Tát này nên là mấy thầy trò đó phải hợp tác với nhau, phải thương yêu đùm bọc nhau, phải hết lòng với nhau, cùng làm một việc đó, thì chắc chắn thành. Cho nên lúc bây giờ đó, cái số người đi theo Ngài đó mà nổi tiếng nhất, tức là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí và Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Ba người này là ba người trụ cột của thế giới Cực Lạc. Cho nên những người này giỏi nhất và những người này tốt nhất. Cho nên lúc bây giờ mới theo Đức Phật Di Đà đi qua cái thế giới phương Tây đó, mà xây dựng cái An Dưỡng Quốc, tức là lập một cái nước riêng nè. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng, tức là lập cái nước riêng đi. Cái nước đó lấy cái tên là An Dưỡng Quốc. Cho nên làm việc thì ở thế giới Ta Bà, làm việc ở thế giới Ta Bà, nhưng mà nghỉ ngơi thì về An Dưỡng Quốc, tức là phải có cái chỗ nghỉ. Cho nên phải có một chỗ nghỉ, phải yên tĩnh để tu hành. Ngài lập ra cái thế giới gọi là An Dưỡng Quốc, tức là lập một tiểu quốc thôi. Ngài thành lập đây là chọn những con người tốt và những con người giỏi để về xây dựng. Cho nên khi muốn xây dựng là phải có con người giỏi, con người tốt thôi. Đặc biệt nhất là Ngài Thường Tinh Tấn làm việc, Ngài này làm việc không biết mệt mỏi, phải không? Làm việc không biết mệt mỏi. Cho nên muốn xây dựng thì phải có những con người khỏe mạnh, siêng năng và làm việc không biết mệt mỏi này thì mới xây dựng được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái người thứ hai là Phật, là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí thì cái trường hợp đó, cái gì Ngài cũng biết hết. Thế nên cái gì Ngài cũng biết hết. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới hợp tác với ông Thường Tinh Tấn này. Ông Đại Thế Chí với ông Thường Tinh Tấn này, hai ông này đó, một ông thì biết, một ông thì làm, phải không? Cho nên nó làm, nhưng mà đôi khi mình sai một cái thì phải trả giá. Mà nhờ có cái ông này ông biết hết, cho nên hai ông này làm bảo đảm không sai. Tức là xây dựng cái thế giới này không sai, thiết kế một cái thế giới không sai. Còn Bồ Tát Quan Âm thì cái trường hợp chọn những người có tịnh nhân mà đưa về đây xây dựng.
Cho nên vãng sanh tức là về thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà là do Bồ Tát Quan Âm chọn chứ. Tên Bồ Tát Quan Âm là thường cư ở thế giới Ta Bà này. Mặc dù Ngài đó là thành viên của thế giới cực lạc, nhưng không ở bên kia đâu, không ở bên thế giới cực lạc đâu, thường ở thế giới Ta Bà này. Ta nên thường ở thế giới Ta Bà này để quan sát, để coi cái gì, coi cái người nào tốt đây, cái người nào có năng lực đây, cái người này nào có điều kiện để về cực lạc đây, phải không? Chọn, Ngài chọn. Ta nên qua những cái thử thách mà đạt được thì cái yêu cầu đó, thì lúc bây giờ nữa Bồ Tát Quan Âm mới đưa về thế giới cực lạc. Khi mà Ngài chọn được con người tốt như vậy rồi đó, Ngài mới lấy cái cành dương nhúng vô trong cái tịnh thủy bình, rồi Ngài sái ở trên đầu của một tịnh nhân đó, thì cái tịnh nhân đó là tâm liền thanh tịnh. Không, tâm liền thanh tịnh thì thấy được thế giới cực lạc, thấy được thế giới cực lạc thì mình vãng sanh về cực lạc. Đây là cái trường hợp, cái phương cách mà độ sanh của Đức Phật Di Đà là vậy.